Đây là hai thanh niên đang đẩy xe du lịch của người ta. Hai ba đẩy cái thố vô thố. Đó, hai thanh niên này gặn đỏ mặt chứ nè. Đấy. Quá lúng rồi kìa. Đây. Quá chút lên không được. Không không sao. Nãy mới sao đẩy nhìn nhìn. Rồi đây, anh ấy đang gặn đỏ mặt chứ nè không quý vị. Thử quay ta đẩy. Thủ giữa giữa nè, này là bó dép ra ngoài này nè. Đó, anh ta đang cố hết sức để đẩy. Này con thức nó mới đủ. 2 3. Xong nữa là đẩy thôi. Thấy rồi. Anh ta gặn đỏ mặt hết trơn rồi thấy không? Thấy quý vị. Đây là xe hơi. Giờ đây là thức. Ê, mẹ tao leo lóc. Ê, đứng. Ê, đứng lên tao leo lóc ấy. Đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Tắt giùm tao cái nước em má của đèn tay đó. Tao đang quay phim mà. Đó, anh ta đã đẩy bánh xe đang đi. Xe đang đi, xe đang đi. Trời, tới anh Thủ, tới anh Thủ. Chí Dung ra xuống đây đẩy tới. Ảnh vẽ đầu quán rồi lại. Xíu gớt luôn, quỷ chung. Nghéo ngon người. Xe tới kìa. Nghĩ mày hôm qua chửi nhau gì đâu. Xe tới kìa. Có gió tới này. Mày cháu ngoại nè. Một à, chó thủ ăn sao vậy? Một. Chó thủ ăn sao? Chó thủ ăn sao? Chó thủ ăn sao? Lên. Lên. Lên luôn. Lên luôn. Lên lên. Chó thủ nghỉ mày nha mày. Để bánh lấy giùm má đi, mình ra tao leo. Quay chứ. Quay chứ. Giờ đây là chú cán bộ. Không có gì chú à? Không có gì chứ chú. Dạ không phải, tôi nhậu về. Dạ dạ, chú nhậu về, chú chạy đàng hoàng về nhà. Dạ, yên giấc ngủ ngon. Cái gì vậy? Xe lớn. Xe lớn, đây là xe lớn. Giờ đây là chú mới nhậu về. Ờ, xe lớn có gì không? Dạ không. Nó leo lên nó chơi đó. Chú về nhà và đắp chăn màn và ngủ yên giấc. Dạ tại xe má mua ấy. Dơ giận. Leo lên mấy bạn leo lên hết đi leo. Nắm tao. Tắt đi. Quán quá.